Chào các bạn, hôm nay AF Channel sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng PhoneSafe. Ứng dụng PhoneSafe hỗ trợ cả 4 hệ điều hành là iOS, Android, Windows Phone và BlackBerry. Tuy nhiên, là với hệ điều hành BlackBerry và iOS thì hỗ trợ sử dụng cài đặt qua trang web. Còn đối với Android và Windows Phone thì mới hỗ trợ tải cả qua ứng dụng và trang web ạ. Ở đây thì mình đang sử dụng máy hệ điều hành Android. Thì để tải